Alo anh hả? Ờ anh làm gì đó? Anh đang học bếp. Hôm nay sinh nhật anh ăn bếp, ăn nguyên tô luôn á. Ăn nguyên tô luôn hả? Qua nhà em đi, qua nhà em liền trong vòng 10 phút thôi nha. Em sẽ cho anh điều bất ngờ và rất là thú vị ngay ngày sinh nhật của anh. Bất ngờ hả? Ừ, anh quái má. Ờ em qua liền. Khoái gì bất ngờ. Cậu chặt đó nghe. Ừ. Thiệt là chặt á. Cứng luôn hả? Ừ. Hả thấy gì? Rồi, đi theo em. Ừ. Đâu vậy, đâu vậy? Đây, 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 đây. Dắt cẩn thận nha, coi chừng té nha. Vô đây. Gì dạ? Từ từ cẩn thận, coi chừng vấp. Cái ghế ra, cái ghế ra. Ừ. Ha, dạ, rồi, dạ. Rồi đây. Rồi. Đây là điều bất ngờ em sẽ cho anh biết đây. Đâu? Chà, em có điện thoại. Em lên lầu em nghe điện thoại cái là em chạy xuống nha. Không có được mở cái khăn ra nghe chưa? Rồi biết rồi, anh không mở ra đâu, hứa đó. Hứa với em nha. Ừ. Tôi tính nha. Rồi, cậu cho chặt luôn. Đó, rồi nha. Alo, ừ tao nè. Anh ơi, không được tháo cái khăn ra nha, em làm dấu rồi đó. Hả? Không, đi không có được, bữa nay sinh nhật bạn trai tao. Tao mời bạn trai tao qua nhà tao cho anh ấy một cái điều rất là bất ngờ, mày biết không? Sinh nhật của anh. Ừ. Ba má của em và gia đình của em.